Hướng dẫn kích hoạt eBanking Techcombank lần đầu. Bước 1. Mở kho ứng dụng trên điện thoại Play Store với Android hoặc App Store với iOS. Tìm kiếm Techcombank và cài đặt ứng dụng Fast Mobile. Bước 2. Mở ứng dụng Fast Mobile, đăng nhập lần đầu bằng tên truy cập và mật khẩu được gửi tới số điện thoại đã đăng ký. Bước 3. Đổi mật khẩu lần đầu bằng cách nhập lại mật khẩu đã được gửi tới số điện thoại vào ô mật khẩu hiện tại, sau đó tạo mật khẩu mới, chọn đồng ý. Lưu ý, mật khẩu mới phải có độ dài từ 6 đến 8 ký tự, bao gồm đồng thời chữ hoa, chữ thường và số. Mật khẩu không bao gồm khoảng trắng hoặc tiếng Việt có dấu. Kích hoạt thành công, đăng nhập với mật khẩu vừa tạo và bắt đầu sử dụng.